TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải lấy ý tưởng từ nguyên tắc cơ bản hình thành vũ trụ. Tòa nhà rộng 39.000m2 và là bảo tàng thiên văn học có diện tích lớn nhất thế giới. Mặt tiền của bảo tàng có các giải kiến trúc uốn lượn với đường bao hình cầu, giống hành tinh bao quanh nhà hát cung thiên văn. Phần mái vòm của bảo tàng được thiết kế đảo ngược độc đáo, đóng vai trò như hoạt động của thiên văn, theo dõi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Đặc biệt, treo lơ lửng phía trên lối vào cửa chính của bảo tàng là đài phun nước, thể hiện hình ảnh thời gian trôi với một vòng tròn ánh sáng mặt trời trên mặt đất, qua quảng trường vào và bề phản chiếu. Quả cầu được coi là điểm nhấn ấn tượng nhất của bảo tàng, nơi chứa nhà hát thiên văn nửa chìm nửa nổi, gợi lên ảo giác về không trọng lực hoặc phản trọng lực và tham chiếu đến các hình dạng nguyên thủy trong vũ trụ. Một không gian đáng chú ý khác của công trình khổng lồ này là mái vòm ngược với cấu trúc lăng kính ngược nằm trên đỉnh tâm nhĩ trung tâm của tòa nhà. Đặc biệt nhất, không gian cắt tầm nhìn ra đường chân trời đích thực là đỉnh cao của Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải, tạo nên cuộc gặp gỡ thực sự với vũ trụ. Cùng với đoạn đường dốc xoắn ốc 720 độ bên trong bảo tàng và bên dưới mái vòm ngược, hình thành một tổng thể tuyệt đẹp, khiến những ai đặt chân đến đây đều sẽ không thể nào quên.